Rồi, xin chào, hôm nay mình sẽ giới thiệu cái máy đo pH hiển thị điện tử ha. Model là EH-2000 của hãng Leiseki Nhật Bản. Mở hộp ra thì ta thấy có pin ha. Pin đây là pin Fujitsu 9V. Cái này là cái điện cực của nó ha, cái là cái đầu đo tiêu chuẩn kèm theo máy là cái model là TF17581 ha, lốt là 1221. Và cuối cùng là chúng ta thấy là đây có máy ha, máy thì nó có cái hướng dẫn sử dụng kèm theo, hướng dẫn sử dụng là bằng tiếng Nhật ha. Đó. Máy này thì được sản xuất tại nhà máy của Leiseki ở bên Taiwan. Đây nó có để cái nguồn gốc xuất xứ là Made in Taiwan ha, số series. Đó, ở chỗ này chỗ gắn pin ha, chỗ hàng hóa này chỗ gắn pin. Thì chúng ta thấy thì nó đây nó có đây chúng ta mở này ra thì chúng ta thấy có đơn giản, chúng ta gắn pin vô thì chúng ta bấm cái nút power là nó hiện lên thôi. Và cái nút hold này là cái nút giữ khi mà chúng ta cần đọc cái giá trị đó. Cái phạm vi đo nó từ 0 đến 14 pH ha. Đây là cái đầu để chúng ta cắm kết nối cái điện cực vô ha. Sau đó chúng ta đo thôi. Cái dung dịch chuẩn thì chúng ta mua ở Việt Nam ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.